Hôm nay tôi sẽ biến thành kinh công, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Sắp trễ rồi, vô thay đồ thế nào? Tôi nghĩ bộ này được rồi này, ngầu rồi đấy. Sở dĩ tôi vội thay đồ đến như thế là tại vì thằng bạn tôi hẹn đến quán cà phê để nói về một cái chuyện gì đấy, về một cái phát minh gì của nó đấy, tôi cũng không biết nữa. Sắp trễ rồi, giờ thì lấy xe đi đến quán cà phê thôi nào. Tôi đang khá là hào hứng, không biết phát minh lần này có gì hay ho không nữa, chứ phát minh mấy lần trước của nó là đều hay ho cả. Nói chung là đến xem coi sao. Đây, chúng ta tới quán cà phê rồi đây. Tôi thấy thằng bạn tôi rồi anh em ạ. Nó trong góc kìa. Trước tiên là đổ xe cái đó. Đấy, được rồi đấy, vào thôi nào. Nó đây rồi, chào mày, có chuyện gì thú vị kể nghe chơi coi. Mày cũng biết là tao cực kỳ thích kinh công luôn đúng không? Mà loài này đã tuyệt chủng, chúng ta thì chưa hiểu sâu về kinh công, cho nên tao đã tạo ra một thứ nước, khi uống vào con người có thể biến thành kinh công để nghiên cứu. Nhưng thứ nước này chỉ là nước thử nghiệm thôi. Wow, thiệt luôn à, ghê thế nhờ. Xíu nữa đi, mày qua nhà tao, tao sẽ cho mày coi một vài thứ hay ho hơn, chứ ở đây không tiện nói. Được, xíu tao qua liền. A little longer than a few minutes later. Sắp tới nhà nó rồi. Đây, nhà nó đây. Đổ xe chỗ này. Nhà hàng này khó đổ xe lắm anh em ạ. Xong, đổ xe đó xong. Giờ chúng ta sẽ vô nhà nó xem coi có gì. Vô trong rồi, nhà thằng này đẹp thật sự anh em ạ. Nói chung là nãy giờ đi đường cũng khá là khát nước. Ở đây có mấy chai nước này, người gì mà chu đáo thế nhờ. Đã thật sự luôn ấy. Tôi nghĩ thằng bạn tôi đang ở trong phòng làm việc của nó. Ở dưới này này, tôi sẽ đi xuống đó. Nhà thằng này có thác nước đẹp thật sự anh em ạ. Đằng sau cánh cửa này là phòng làm việc của nó. Phòng làm việc của nó ngầu cũng không kém. Mày tới rồi đấy à. Đây, trong chai nước này có chứa nước, khi uống vào có thể biến thành kinh công. Nó được làm từ một chút xíu lông của loài vượn lớn và thêm một vài phụ gia. Nhìn bề ngoài thì nó chỉ giống nước thường thôi, nhưng thật sự nhìn kỹ lại thì nó sẽ có một vài điểm khác. Ồ thế à. Nếu mà có ai tình nguyện thử cái nước này, nếu mà thành công thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về kinh công. Wow, ngầu thế nhờ. Later that same evening. Sắp về tới nhà rồi. Công nhận thằng bạn tôi rất giỏi thật sự anh em ạ. Không biết sao sau khi tôi uống chai nước trên nhà nó xong thì tôi cảm giác khá là mệt. Tôi nghĩ chắc không sao đâu, tôi chỉ cần đi ngủ xíu là hết mệt đó mà. Cuối cùng thì cũng được nằm trên giường thoải mái thật sự luôn ấy. Ôi, một ngày mới đẹp thế nha. Ra ngoài hưởng thụ xíu ánh sáng rồi. Tôi cảm thấy không ổn rồi anh em ạ. Sao chóng mặt thế nha. Oh my god, What the f. Tôi trở thành kinh công rồi. Holy moly man. Alo, vợ con ai nghe tôi không? Alo, xong ai trả lời hết nha. Vợ con của tôi sợ tôi chạy hết rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi phải ra khỏi chỗ này thôi. Holy s**t man. Tôi chỉ cần nhảy lên đáp xuống là đất có nguyên một lỗ, và cả xe cũng nổ tung nữa. Wow, tôi mạnh thật sự luôn ấy. A few moments later. Tôi ngầm đoán ra được cái chuyện này có liên quan đến thằng bạn của tôi. Tại vì hôm qua nó nói với tôi về phát minh kinh công của nó. Tôi nghĩ là tôi sẽ đến tìm nó để cầu cứu, để làm cho tôi trở lại bình thường. Chi nã 5 sao luôn à. Tôi đã làm gì đâu mà chi nã ta. Vô lý. Cảnh sát tới rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm hòa với cảnh sát, để cảnh sát giúp tôi đi đến được cái nhà thằng bạn của tôi, để tôi có thể trở lại bình thường. Alo, cảnh sát ơi, friendly. Ui, cảnh sát bắn tôi. Yo, oh my god. Này thì bắn này. Wow, kiểu này là tôi phải tự thân vận động rồi. Nhưng mà trước tiên là tôi phải tiêu diệt bọn cảnh sát cái đã. Bay bay luôn à. Bay với bay. Này thì bay bay. Ủa xanh. Bắn nữa đi, bắn nữa đi. Lại trực thăng à. Cái gì? Này thì trực thăng này. Let's go. Cảnh sát. Holy moly man. Ôi, tôi nhảy lên trúng cảnh sát luôn. Wow. Mày sợ đâu con. Làm gì, làm gì, tính làm gì. Let's go man. Cảnh sát nữa đi. Ôi, sao đông thế nhờ. Đông cảnh sát đến như vậy mà tôi đến nhà thằng bạn của tôi thì bị phát hiện mất. Oh my god man. Nói chung là tôi mạnh thật sự luôn ấy. Một cú đấm của tôi có thể thổi bay tất cả. Cái gì? Cảnh sát. Bum. Let's go. Xe này, tôi chỉ cần dậm lên thôi là nát rồi. Thả người, thả người, thả người. Nó thả người, nó thả người. Thả người đi. Thả người nè. Let's go. Let's go man. Tôi đâu cũng có cảnh sát cả. Dí dai thật sự luôn ấy. Lại thả người. Cái thế nhờ. Tôi mới vừa phát hiện ra tôi có khả năng leo lên các tòa nhà. Ngầu thật sự luôn ấy. Wow. Holy moly. Ôi, ở đây nhiều xe thế. Chứ nãy giờ tôi đi tôi không thấy chiếc xe nào cả. Này thì nhiều xe nè. Ôi, đến mấy chỗ không vật đông đông vậy mới biết sức mạnh của tôi mạnh đến cỡ nào anh em ạ. Oh my god man. Holy moly. Let's go. Ôi, xe cứu thương bắn nước vô người tôi luôn kìa. Bắn này, này thì bắn này. Đùng. Let's
go baby. Ui, mạnh thật sự. Không thể tin được. Trời ơi nè con. Oh my god. Tôi mà đi trên đường là không có gì có thể ngăn cản được tôi cả. Nhìn này. Không có một cái thứ gì có thể ngăn cản bước chân của tôi hết. Đã thật sự luôn á. Đáng lý tôi không có tàn phá đến như vậy đâu. Tại vì con thú trong người tôi nó đã tỉnh dậy rồi anh em à. Mày xạo. Mày bay gần nó đi. Ui sao hốt. Vô. Bật mình mấy chiếc máy bay thế nha. Tôi nghĩ là tôi phải rời khỏi thành phố thôi. Chứ đi lòng vòng thành phố vậy cảnh sát cũng biết thôi. Tôi sẽ đi một nơi nào đó xa xôi. Rồi để nó vắng vắng một chút xíu rồi tôi sẽ quay về nhà thằng bạn của tôi để cầu cứu. Tôi sẽ đi theo hướng này. Lại có cảnh sát. Cây thế nha. Mày. A few minutes later. Gì thế này? Tôi nhảy lộn vô khu quân sự rồi anh em ạ. Holy moly man. Yo. Ôi lại có người bắn tôi nữa. Ngay cả xe tăng cũng bắn tôi. Xe tăng thì làm gì được tôi chứ nha. Này thì bố láo này. Ui máy bay máy bay máy bay. Tôi nghĩ là không cho máy bay này cất cánh đâu. Cất cánh này. Ấy nổ liền. Tôi nghĩ là xe tăng không thể làm gì với cái lớp da dày của tôi đâu. Mày xạo. Ui tôi chỉ cần một dặm thôi là nó nổ rồi. Holy moly. What's up à. Mày sợ con. Xe tăng. Xe tăng nữa này. Ui tôi bất khả chiến bại luôn á. Con người không làm gì được tôi cả. Tôi nghĩ cứ chiến đấu như vậy hoài thì cũng không ổn. Tôi sẽ chạy vô rừng sâu để tôi trốn. Đợi khi nào vắng tôi sẽ đến nhà thằng bạn của tôi để kêu cứu. Khu rừng này rậm rạp thật sự luôn á. Tôi sẽ cần một nơi để núp. Khu rừng bên kia kìa. Khu rừng bên kia kìa. Ui cảnh sát nhiều thế. Come on. Đi vô rừng là sở trường của tôi rồi anh em ạ. Let's go man. Yeah. Tôi sẽ ẩn nấp trong khu rừng này. Come on let's go. Chạy nhanh lên nào. Chứ không là cảnh sát phát hiện nơi tôi ẩn nấp mất. Tôi nghĩ ở đây là được rồi này. Tôi sẽ ẩn nấp ở đây cho đến khi cảnh sát không còn truy bắt tôi nữa. A few inches later. Rốt cuộc cảnh sát cũng đi hết rồi anh em ạ. Có vẻ là ổn rồi đấy. Tôi sẽ đi qua nhà thằng bạn của tôi. Come on let's go man. Ui có đèn tàu luôn này. Wow. Holy moly man. Vô. Ẩn nhầm thôi mà. Em không biết gì đâu nhá. Ủa sao anh? Sắp tới nhà thằng bạn của tôi rồi. Đây cuối cùng tới nhà nó rồi. Alo thằng bạn của tao ơi. Alo ra giúp tao mày. Alo vô. 12 seconds later. Cái gì vậy? Ai đấy? Ui cái què gì vậy? Đừng sợ là tao đây. Thằng bạn thân của mày đây. Thiệt luôn à? Ừ thiệt tao mà. Đâu xanh. Mày có thể giúp tao trở lại như bình thường được không? Chứ tự nhiên tao uống nước trên nhà mày cái xong rồi tao biến thành vậy luôn này. Holy moly man. Tao cũng vừa phát hiện ra là chai nước thí nghiệm của tao để lộn chỗ. Để ở trên nhà đấy. Có vẻ là mày uống chai nước đó rồi. Tao biết ngay mà. Ui không ngờ là cái thứ nước của tao thành công á. Wow. Ngầu thật sự luôn ấy. Ở cái thằng này giờ không phải là lúc để nói cái chuyện đó đâu. Mày có thuốc giải không? Tao chỉ có thuốc giải thử nghiệm thôi à. Thôi xong rồi. Thôi kệ cũng được. Chứ tao không sống trong cái hình dạng này đâu. Được rồi đợi tao một chút xíu. Later. Đây thuốc giải đây mày uống thử đi. Ờ kệ cái gì thế này. Một con chó á. Uống thêm miếng nữa đi. Uống thêm miếng nữa. Yo, what the f*** man. Thuốc thử nghiệm thôi nhưng mà mày cứ yên tâm cứ uống đi. Thiệt luôn à, lần này là một con heo á. Holy moly man. Làm nốt phát cuối đi, tao nghĩ lần này chắc chắn được luôn này. Let's go. Cuối cùng tao cũng đã trở về bình thường rồi mày à. Let's go man. Đấy, tao nói mà. Cuối cùng thì tao cũng đã trở về bình thường rồi anh em à. Và đấy là sức mạnh của King Kong. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.